Sau khi hóa trang xong, các trinh sát viên thực hành luyện tập phương án bí mật vượt qua các bãi vật cản dày đặc trong mìn cạm bẫy, tiến sâu vào khu vực phòng ngự của đối phương. Cũng như các chiến sĩ khác trong đại đội, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Quang Lợi đã vận dụng thành thục các kỹ thuật vượt hệ thống hàng rào vật cản, bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ. Để có được những kết quả này, anh cũng như đồng đội của mình đã trải qua những tháng ngày dày công khổ luyện trên thao trường. Cùng với đó là ý chí quyết tâm và tinh thần kiên trì, mưu trí dũng cảm của người chiến sĩ trinh sát. Để vượt qua các hàng rào thép gai được bố trí dày đặc và nhiều tầng, nhiều lớp, xen kẽ là các loại mìn, đè nổ và vướng nổ là rất nguy hiểm và yêu cầu nhiệm vụ là rất cao. Do đó, tôi và cũng như các đồng chí trong đơn vị trước khi thực hiện nhiệm vụ là phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị về người và vũ khí trang bị. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu mỗi chiến sĩ phải tập trung cao độ, bí mật vận động, tiếp cận, thực hiện tháo gỡ mìn, khắc phục các loại mìn do địch bố trí một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, vững vàng. Với đặc thù của một đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cơ động bảo vệ các mục tiêu quan trọng, cán bộ chiến sĩ lực lượng trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tận dụng triệt để thời gian, thực hiện tốt phương pháp học mới ôn cũ, cấp trên dạy cho cấp dưới. Người đi trước hướng dẫn người đi sau, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau thi đua huấn luyện tốt, rèn luyện tác phong khẩn trương nghiêm túc. Sau đó, đơn vị luôn đảm bảo tính cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh của cấp trên. Chúng tôi thường xuyên được luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị. Về tình huống có kẻ lạ đột nhập vào đơn vị thì trước hết người làm nhiệm vụ tuần tra canh gác phải tập trung tư tưởng, quan sát cảnh giới và nắm chắc mục tiêu khu vực mình được đảm nhiệm. Khi phát hiện đối tượng đột nhập thì phải nhanh chóng báo động cho đơn vị, cơ động lượng xuống xử trí tình huống. Đơn vị đã tổ chức xây dựng kế hoạch tiến trình biểu huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, sát với từng đối tượng, nhiệm vụ, địa bàn tác chiến. Nhiệm vụ huấn luyện đêm là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chiến đấu, mưu trí linh hoạt, lòng dũng cảm, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong điều kiện tác chiến ban đêm. Luôn đặt ra những yêu cầu cao trong huấn luyện, rèn luyện bộ đội, đưa thao trường gần với chiến trường, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện hạn chế ánh sáng. Đó là những biện pháp quan trọng mà cán bộ chiến sĩ đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực thực hiện để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị. Các đồng chí, dân cả hết đối tượng, về phòng lô bếp.